bỏ giáo dục của thánh hiền. Muốn quốc thái dân an, trước tiên phải tu thân tề gia. Từ mọi miền đất nước, như Hồng Kông, Đài Loan, cho đến các nơi trên thế giới, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Australia, đều cùng học tập, bốn bể một nhà, cùng nhau cầu nguyện giáo dục của thánh hiền soi chiếu khắp hoàn cầu. Thế giới cùng học tập thì muôn đời hưởng thái bình.